này đang có sẵn cửa hàng bên em nhé. Hệ thống bên em 2 chi nhánh Sài Gòn, Hà Nội, nên là hỗ trợ các anh ship toàn quốc luôn nha. Rồi, đây là cái hộp mà khi anh nhận về tay nha các anh. Đấy, thì các anh yêu thích những phụ kiện xì gà độc lạ thì nhớ đăng ký like kênh YouTube của em Liên nha, để có thể là xem thêm nhiều video mà sắp tới Liên sẽ quay ha. Thì mẫu này hiện tại là bên em về 2 màu nha các anh ha. Đấy. Thì em sẽ soi từng màu cho các anh xem nha. Thì đầu tiên là màu đen nha. Thiết kế cái phần này là nhám nha các anh ha. Kiểu rất là lạ, rất là độc đáo nha. Đấy, mình có thể là để được trên một cái mặt phẳng được luôn. Ở dưới này là nó có cái phần đục xì gà này. Đục ha. Rồi, ở trong này là cái nơi tiếp nhiên liệu và điều chỉnh da to nhỏ nè các anh. Đây, thương hiệu Bonita nha. Nó đẹp nha. Rồi, em test được lửa cho các anh xem luôn ha. Cái này là lửa khỏi 3 tia nè các anh. Đây, 3 tia lửa ha. Được làm từ kim loại cách nhiệt ha. Cho nên mình khỏi lâu mình cũng sẽ không cảm thấy nóng ha. Đánh lửa rất là nhạy nha. Đánh lửa nhạy như thế này thì sẽ giúp mình tiết kiệm được ga ha, tiết kiệm được nguyên liệu nha các anh ha. Và đặc biệt cái cò xanh này nó rất là mạnh nha, để ở tầm này thì cũng đã thấy nóng rồi, cho nên là với cái lực lửa này là các anh có thể khò được những cái dòng xì gà lớn luôn ha. Rồi, mình đậy lại như thế này. Rồi, tiếp theo là màu này ha. Đó, các anh có thể lựa chọn các màu sắc theo cái sở thích của mình nhé. Này, đục nè. Đánh lửa rất là nhạy. Thì các anh yêu thích cái mẫu bật lửa này thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số 2 số điện thoại bên dưới video giúp em nhé, hoặc là kết bạn Zalo để nhân viên bên em hỗ trợ tư vấn cho mình. Đấy, hoặc là click vào link sản phẩm em để ở phần bình luận cũng như là mô tả video. Thì em xin cảm ơn các anh đã theo dõi video của em nha. Thì các anh xem xong nhớ like và bình luận giúp em. Dạ, em xin được tạm biệt các anh và hẹn gặp lại các anh vào một video gần nhất nhé.